Rồi chào mừng tất cả anh em ha. Chào mừng tất cả anh em đã trả lời kênh của mình. Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2021 anh em. Mình có thêm cây này nè. Tăng đó, cây có tên là Kubota. Máy Kawasaki 60cc. Cánh nhựa, tay nhựa, bình xe bí. Rất là hài hòa, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Máy này thì máy nội địa nha anh em, không xuất khẩu. Đó, thì có người sử dụng xong rồi người ta bán lại cho mình mua, mình đem về sử dụng. Rồi bây giờ thì đầu tiên thì trước khi đi vô các phần trình tự thì như là test máy nè, chi tiết nè, rồi tạm biệt anh em, kết thúc video. Rồi xong thì bây giờ trước tiên thì mình chúc anh em ha trẻ khỏe và đẹp ha, quan trọng rồi đẹp á đó. Rồi mình vô video ha. Đầu tiên cũng như trình tự các video khác ha, mình test máy thử cái đây ha. Cây này thì anh em biết rồi ha, nó đến từ thương hiệu mình bán cũng rất là nhiều cây nè. Đợt này về được mấy cây, cũng còn được mấy cây, nhưng mà mình giữ tranh thủ làm được cây này trước anh em. Mưa quá anh em ơi, không thể nào quay phim gì được, nó tối hù hoài. Mình ở ngoài thằng ba làm rồi không có chỗ, mưa xuống là nước nhẹp hết trơn, tùm lum chỗ chứ. Người ta không che mấy hiên, mình phải che bằng bạc á, mưa gió tạt bốn phía, trời ơi ướt nhẹp á. Nên mình quay video, mình muốn quay cũng không được nữa. Nước quá trời rồi nó tối nữa, nó dơ giấy quá trời mà quay cũng không được. Bây giờ tranh thủ hơi hé nắng mình quay cái đi ha, bơm xăng, xăng chảy qua đây, đóng lên lại ha. Cây này thì đánh lửa thì siêu nhảy nổ à ha. Super Fox thì anh em biết rồi ha, nó siêu nhảy nổ. Tắt luôn ha, y như mấy máy cây khác thôi. À, sau khi nổ thử thì anh em đi vô chi tiết ha. Rồi có tên mình lấy ngày này luôn ha, máy 9 tháng 6 luôn. Anh em nào có cần chốt đó thì cứ alo mình ha, dưới cái tên này luôn ha. Giá nó thì 4,2 triệu, nặng 11 kg ha. Tại sao cái thùng cho biết này 26 lít ha, đối tượng nó có thương hiệu này thì anh em khỏi lo về đâu được rồi ha. Đó, anh em khỏi cần sợ gì hết đó. Còn anh em nhìn thấy ha, nó sao mà nó 4,2 triệu, đúng lý á, cái cây này 4,5 triệu ha. Tại vì thực ra mà nói, tại vì nó đến từ cái máy hệ này nè, tay nhựa, cái nhựa bình trái bí thì nó trên lệch nhau nó 9-10 vậy thôi, cây nào cũng như giống như cây này thì nó là cỡ 4,5 triệu là bình thường ha. Như cây này 4,2 triệu là do này, cái này chỗ này nữa nè. Thứ nhất không phải là nó xấu, như con cái là chỗ này nè. Cái này mình thay mới nè, cái này thay mới nè ha. Nó riêng của nó cũng bị xước hết, là nó nứt nẻ hết, là hư hết nè. Mình nếu mà anh em nào không coi trọng lắm về cái phần này á thì nó cái này cũng bình thường thôi, có gì nó cũng bền cũng chắc thôi ha. Anh em coi này ha, nó tay nhựa nè, vẫn còn mấy màu được ha, rất là xịn sò. Cái thứ hai nữa là anh em nhìn này nha, tại sao thương hiệu cháy bí mà nó hàng hệ mà tại sao cái bô nó màu này ha. Bô này là mình nói lại nha, không phải bô mà kẽm ha, mà bô này bô sơn ha, nước sơn mấy cái này thì vẫn có xét rồi nha, bô nó vẫn có xét rồi ha. Tiếng máy nổ thì anh em biết nó chất cỡ nào rồi ha. Nhưng cái này nó tại nó màu sơn, nó sơn cho nên là nó chóc sơn, nó có xét nhưng mà nó vẫn còn phần sơn nha. Mình nhìn kỹ á, nếu anh em nhìn kỹ á, trong bô ha, nó vẫn còn cái chỗ sơn, nó vẫn còn, nó chưa xét hết.
có nghĩa là nó vẫn còn, máy này vẫn còn chất lượng rất là cao ha. Rồi xung quanh thì anh em mình nhìn thấy nè, cái hàng hệ này thì anh em biết rồi, nó đến từ thương hiệu máy này, máy 60 ha, Kawasaki, siêu đánh lửa, siêu nhẹm nổ luôn á ha. Máy này nè, cái dòng máy này thì anh em xài nhiều anh em biết, tay nhựa nè, ốc thì cũng vẫn còn bảy màu được hết ha. Cây này thì nó hơi xấu hơn chút xíu cho nên mình bán có 4 triệu 2 thôi. Anh em nào thì cứ thích hợp thì cứ alo mình ha. Cái hàng hệ này thì anh em biết càng ngày càng lên không, mình mua hoài đi lên xuống hoài cũng vậy, mình bán rồi đi lên mua giá y như giá mình bán cho anh em như vậy, cứ lên hoài, mình cứ ngày này qua ngày khác, lần này qua lần khác. Covid này thì anh em biết rồi, hàng thì nó ít có về, hy vọng thời gian sau thì hàng về nhiều nó sẽ rẻ lại, nó sẽ bớt xuống để anh em tiện sử dụng rồi mang lại lợi nhuận cao cho anh em. Sau khi lúa mình lên 7.000 mấy 8.000 gì đó, anh em thì giờ thì khỏe, cũng khỏe, tương đối khỏe, nhưng mà ngặt là bù lại cái phần lên quá anh em ha, mình cũng không được vui, anh em chắc cũng không được vui lắm, phần nó cũng lên quá, giá lúa thì cao rồi cũng được, cũng ổn định nè, nhưng mà lại bù lại cái là hay buồn cái là phân nó lên ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình cách nổ rồi, bây giờ mình quay chi tiết rồi thì giờ anh em cũng nhìn cho nó tổng thể cái đi ha, nhìn xa xa cái nhìn thấy cái gì cái nó đẹp lắm anh em, máy này nó hài hòa lắm, có cái tem chỗ chụp dịch nó hơi ngang màu một chút ha, còn thùng rồi thì cưng hết à, nói chung là cái cưng. Rồi mình nói đây ha, kết thúc video ở đây ha, rồi cuối cùng thì mình cũng chúc anh em mạnh khỏe, trẻ và đẹp, luôn luôn vui tươi và yêu đời và hạnh phúc bên người thân và gia đình, cùng nhau vượt qua cái đại dịch này, đẩy lùi nó đi để cuộc sống của anh em mình sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng là như vậy. Một ngày gần đây rồi hàng hóa nó sẽ về nhiều vậy, để mình sẽ cố gắng đi sưu tầm và tìm để cái máy đẹp hơn, chắc hơn để chia sẻ đến với anh em. Rồi chào tạm biệt anh em ơi, hẹn gặp lại ở video sau.